spa. Số điện thoại là 0862613626. Anh em mẹ em nói là chị mới khai trương cái spa này được một tháng này đúng không ạ? Thì em nói là cũng khá là nhiều khách quen. Thì bây giờ em có hỏi chị là spa của mình có những gì? Thì là chị cũng xin cảm ơn em đã ghé qua spa của chị ạ. Thì cái dịch vụ bên chị là có đặc trị lán này, đặc trị tuyến mồ hôi lách này, và phun xăm phong thủy, điều trị mụn, các loại mụn luôn đấy. Dơ kiểu một liệu trình chị lán của mình thì nó tầm đủ bao lâu ạ? Cái điều trị lán bên chị thì thường là chị tùy theo các loại lán, ví dụ như lán cái đặc biệt nhất là lán chuyên sâu, thì cái lán chuyên sâu là nó có chữ huyết, thì là lán chuyên sâu á thì thường là phải dùng những biện pháp, cũng nhiều cái cách, trong đó có cả cái cách mà bây giờ bên chị đang sử dụng là laser thì thường là phải đến 3-4 lần thì cái lán mới có thể là mờ đi được 90%. Cái bạn nhân viên này bên chị là trước khi đến là bạn ấy bị hai cái gò má nó chia là nhiều lán mà lán đen á, đây chị cho xem lại cái tình trạng lúc ban đầu của bạn ấy này. Các khách hàng của chị đã thực tế vào đây và đã nhìn được ban đầu của bạn ấy như nào và ban sau như thế nào, không hề bong chóc mà da rất khỏe đẹp. Và đặc biệt nữa là Mon có thấy khách hàng có nói qua với Mon là chị Thuận. Đây trước khi đến này, đây bên này này, tình trạng của bạn ấy lúc ban đầu. Đây, ban đầu này, má này, các bạn nhìn thấy chưa, khác hoàn toàn đến bây giờ luôn. Tông màu lại không đều đi bên này này, đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất nhiều lám luôn. Da lại không đều màu nhá. Đến một liệu trình là chị mới một tháng mà bạn ấy chỉ dùng thuốc và xịt rôm. Thế là nên mời chị Nga đi qua điều trị nám. Tại vì chị Nga nhà mình tội nhiều lắm, ở nhà ai nói chung là đi phơi nắng nhiều quá chị. Em cũng nhìn này, cái mặt của em cũng trắng bóc bây giờ coi. Ui, đúng rồi, bây giờ em cũng đang tàn phát nhan sắc hết chị ơi. Có cả mụn đầu đen này. Nhiều lắm. Thôi bây giờ là chị em mình đưa Mon vào lên bàn thôi chứ lên thớt thôi. Chị ở đây của chị là phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Linh. Số điện thoại là 086 26 13 626. Có bạn nào mà đang gặp tình trạng lám hay là mụn hoặc là bị hôi lách thì xin mời các bạn nào ghé qua spa của chúng ta. Chị đừng có nhìn em mà em thấy làm kiểu là em có cái kiểu gì. Và bây giờ thì Mon đã từng gọi điện thoại để đặt lịch trước rồi, thì bây giờ Mon sẽ lên để mà hút mụn vệ sinh da mặt nha. Mẹ Thủy đã nằm đây chờ đây từ rất lâu rồi. Hôm nay là chị Nga Sumo nói gì ấy nhở? Gì? Nói là đưa em đi ăn gì nhở? Quên rồi, mấy gì hết á. Chị Nga nói là sẽ đưa mình đi ăn mừng ca sấp. Ok, hôm nay vì ăn mừng một ca sấp của Mon Vlog thì mình sẽ đưa Mon đi ăn món Mon thích. Hôm nay mình sẽ làm một liệu trình cho bạn bé này là chăm sóc chuyên sâu, gồm có 14 bước. Như lúc nãy bạn đã giới thiệu cho khách hàng xem này, 14 bước là gồm có cả tẩy trang này. Bước 1 là tẩy trang. Đây là bước đầu tiên hả em? Bước 2 nãy là tẩy trang. 14 bước là những bước như thế nào em nhỉ? Bước đầu tiên là tẩy trang. Đắp mặt nạ của dòng cây trắng của viện da liễu. Đây em rửa mặt mẹ. Đã không chị Thủy? Đã. Chị Thủy ngủ quên luôn rồi. Ngủ quên trong sung sướng rồi. Nó đảo. Không. Thích không em? Thích chứ. Thích quá, thích luôn. Chị quay cho em mà chị còn thích nữa. Em cảm nhận là phê chưa? Phê chị ạ. Thích gội đầu cho em miếng luôn nhá. Ừ, ở đây đặc biệt là có gội đầu luôn. Bây giờ bước đầu tiên bạn ấy đang hút mụn lại cho bạn nhé, hút đã nhờ này, xông để cho nó lở cái lỗ chân lông ra.
để sau khi ra lát là các bạn sẽ lấy mụn cho bạn là sẽ không còn bị đau mà dễ lấy. Đặc biệt là hút mụn xong là còn thực hiện các bước để mà xay khít lỗ chân lông nữa nha cả nhà. Vậy nên các nhà không cần phải lo lắng gì về vấn đề là mình xông như vậy lỗ chân lông mình nở ra rồi thì sẽ như thế nào. Bước này là bước cào da chết. Cào da chết hả? Đâu có da chết không? Ôi kỳ quá vậy Thuận ha. Thích lắm. Thích không em? Nhẹ cả mặt luôn nha. Thích chứ. Ngủ được luôn á. Bước này bước lấy mụn ạ. Các bạn đi xe lấy mụn cho mình cho em nha. Dạ. Bước này đã chị, đâu đâu mà đã đúng không? Trời ơi. Wow, cục này đau lắm. Với những cái mụn nào, với cái mụn mủ này thì sao tí sẽ chích ra và bôi cao thuốc hút mủ ra cho bạn nhé. Cái mỏ bầm này phải lấy được hết sạch những cái mủ này đi, cái mỏ bầm này đi thì sẽ mặt sẽ không để lại lốt thâm đó, tự nó sẽ hút một lát sau các bạn thấy cái mỏ bầm nó nổi hết bên trong cái lọ chai đấy. Ở nhà mà các bạn không có cái thời gian đi spa thì các bạn cũng điều trị như thế này tại nhà được. Ở nhà mà tự không biết làm mà tự cứ ót mới bóp ra là sẽ chát thuốc vào đầu, mụn đầu đen này lấy mụn nhà nhá. Ui nó lên kìa đấy. Ui ôi xịt ra luôn. Thấy chưa các bạn, thấy kìa nó bật lên một cái luôn này, lỗ này nữa này đó, đây là những cái mụn đầu đen đó, rất nhẹ nhàng không đau là mụn này đó. Đã luôn. Xong là nhẹ hết mặt luôn. Bước này là bước khả được chỉ cho. Chị Thủy là bên kia nhìn qua nhìn vui lắm. Má. Cái chỗ mà nặn mụn ấy. Bước tiếp theo là gì Thu Thuận? Massage tư giãn không? À chị Thuận, em có nghe nói như chị ở đây có giảm mỡ bụng. Đúng rồi, em có phải muốn trải nghiệm không? Mà chỗ bất động sản gì cũng biết làm. Kinh thật. Chị Thủy biết làm đúng không chị Thủy? Massage da mặt cho chị xong, bước tiếp theo là em cái trắng làm. Cả nhà nên đến thử. Cái trắng này của chị là cái dòng da liễu, dạ. Là sẽ tăng bóng da và xe kít lỗ trên lông của em. Thì cái màu tông da của em nó sẽ đều sáng đều hơn. Rất phê, đã đi. Em cũng muốn làm.
đợi em làm xong. Lá chị không làm cho em. Đấy. Dù đang làm nên còn muốn gì nữa. Ý bạn ấy là muốn chị Thuận làm đúng không? Rồi ok luôn. Ghê gớm chưa? Ghê gớm chưa? Thanh niên này ghê gớm thế. Ôi nhẹ nhàng thế. Đây chị sẽ làm cho em đấy. Bây giờ chị sẽ tự tay làm cho em. Mát quá chị ạ. Mát đâu em? Mát. Thơm nhé. Cái dòng sản phẩm này dòng ra lưỡi rất thơm. Vừa làm xe khít lỗ chân lông này. Vừa làm da sáng màu đầy tông này. Chị vừa đắp thuốc cái trắng cho em, giờ chị sẽ cấy nha. Dạ. Chị lấy máy này, chị sẽ di vào. Có đau không em? Dạ không. Sẽ đẩy cái thuốc vào cho thẩm thấu trong làn da của em ấy, để cho cái lỗ chân lông của em nó sẽ se khít lại. Dạ. Và là cái làn da được sáng màu đều tông, da được căng mịn hơn ấy. Cái này để làm gì em? À, đèn sinh học. Cái này trong bao lâu? 20 phút hả? Trong thời gian đó thì mình đi qua mình làm đẹp đây. Hello cả nhà, bây giờ xong rồi thì đợi chị Nga làm xong rồi mấy chị em mình đi ăn thì nhỉ? Như không chị? Vui quá chứ chị. Chị có được đi ăn không này? Được, có chứ. Đi luôn. Phải được điên ké chứ nhỉ? Em thấy em xinh gái hẳn rồi. Sáng lên tông hơi đấy. À, hôm nào chị sẽ tẩy mấy cái lớp ruồi này đây. Chị Nga vui không? Đá không chị? Không đau xíu nào. Đá không chị Nga? Quá đã. Phải quay ngay xinh hơn đấy, sáng lên tông hơn đấy, da mịn hơn đấy. Bây giờ chị sẽ làm nâng cơ cho em nhá. Dạ. Nâng cơ để cho nó đỡ nhăn mắt này, cho nó đỡ da chảy xệ hơn. Bây giờ chị sẽ nâng cơ cho em nhá. Dạ. Cái bước nâng cơ này sẽ giúp cho da của em sẽ không đỡ chảy xệ hơn này, chống lão hóa da này, vừa đỡ nhăn. Sẽ lưng cơ những vùng mắt này, vùng mắt nhăn này đó, chống nhăn mắt này, vừa lưng cơ vừa chống nhăn mắt này, trẻ hóa đuôi mắt. Đấy, em thấy phê không? Phê chị ạ. Nó đỡ được cái nhăn đuôi mắt đó. Chị vừa lưng cơ trên xong, giờ bước tiếp theo là chị sẽ xịt nước khoáng và nước hoa hồng cho em nhé. Mát không? Đúng chưa? Bước tiếp theo là chị sẽ bôi serum cho em nhé. Serum hàng độc quyền của thương hiệu tại Sà Ba Tư Thuận luôn đấy. Chị biết mạnh một chút để cho nó thẩm thấu vào da nhé. Cái serum này nó làm vừa se khít lỗ chân lông đó, vừa làm căng móng da đấy. Chắc em nghĩ vậy, em soi gương xem da sẽ căng bóng hơn nhiều luôn. Vừa bôi serum che xong nha, bước tiếp theo chị sẽ bôi kem này chống nắng cho em này. Đi ra ngoài trời mát, mát mà thơm nhỉ. Bây giờ là xong những cái bước này thì mấy chị em mình sẽ đi kiếm một quán gì đó để ăn nha cả nhà. Để ăn mừng em đạt được 1.000 sub. Cả nhà ai đợi thêm một chút mừng xíu nữa nha. Ngủ luôn rồi à? Em thấy chị trả lời rồi. Ngủ luôn rồi á? Ừ. Bé là dễ chịu quá. Đấy, em cảm nhận được một liệu trình chăm sóc da trên sơn này chị thế nào? Perfect. Da căng bóng hơn. Yeah, với lại là theo cảm nhận của em là Mon, cái da tay của Mon sờ, Mon thấy cái da mặt của Mon rất là mịn và sạch. Sẽ phải xinh gái hẳn lên. Bốn tông rồi, trắng hơn nhiều đấy, căng mịn hơn đấy. Cái serum ấy rất tốt luôn nhé. Nà, em quất luôn. Mà em lọ serum với lại kem chống nắng của chị là gì ạ? À, cái kem chống nắng của chị thì đây, cái dòng này. Dòng này là dòng chị nó thuộc bên châu Âu ấy, mà hiệu quả rất tốt.
các khách ở bên chị là về rất chi là nhiều, nó lên tông mà nó lúc nào giữ ẩm cho răng á, dạ, là sẽ không bị nó đỡ được cái lá. Cái này là dùng được toàn thân luôn ạ? Dùng được mặt, nói chung là dùng được toàn thân nhưng mà nó hơi tốn, cái mà dùng toàn thân thì nó tốn. Cả nhà kem nó nói chung là kem chống nắng thì mình dùng cho da, duy nhất da mặt thôi, cho nó đỡ. Giá tiền thì rất hợp lý nhé, có 290k. 290.000. Đấy, chị vừa mua cái sử dụng này cho em đấy, sử dụng độc quyền là của spa Thu Thuận. Spa Thu Thuận. Tới đây là sẽ có trong một cái hộp, chị đã cam kết ký với bên công ty dược phẩm sẽ làm cho chị độc quyền, vẫn chất lượng như thế này, nhưng sẽ làm ra vào hộp ấy, là về các bạn sử dụng từ viên một rất chi là dễ sử dụng mà được rẻ hơn cái giá thành mà mình phải đóng gói vào trong cái chai. Cả nhà ai muốn biết tác dụng của nó thì hãy theo dõi Bé Mon thật nhiều, không? Em sẽ xài thường xuyên. Đấy, chị vừa mới bôi cho em cái serum xong đấy, em đã để da căng bóng mịn này. Thấy các cách điều trị lám này chị cũng chuyên dùng cái này luôn đấy, yeah. Hết lám rồi vẫn cứ dùng cái serum này rất hiệu quả luôn. Và cái này là chị sẽ tặng em. Dữ gì? Em cảm ơn, em xin. Em đã đến với spa chị là chị đã rất chi là vui rồi. Cảm ơn chị. Rất mong là mọi người ủng hộ kênh cho em và nhớ tới đến spa Thu Thuận là hai chị em mình rất chi là vui. Xin cảm ơn. Bây giờ nhà hãy đợi Mon thêm một chút xíu nữa nha. Em cảm ơn chị nhiều về cái phần quà của Thu Thuận. Thì bây giờ em mình sẽ đi kiếm một cái gì đó để ăn. Trời cũng khẩn tối nha, giá cũng chưa. Chị cũng đòi lắm rồi. Mấy chị em mình quyết định đi ăn lẩu ép. Lẩu ép, ăn mừng nàng sốc. Không say là không về. Rồi, chị đợi thêm một chút xíu nữa nha, chị. Yeah. Cảm ơn chị Thuận nha. Cả nhà ai muốn đến spa Thu Thuận để mà đặt trị da này hay là để mà skin care cũng như Mon thôi. Mon chỉ làm một bước rất là đơn giản là hút mụn rồi chăm sóc da mặt thôi, thì có thể đến đây với địa chỉ là bao nhiêu trên đấy? Phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Linh. Số điện thoại 086 26 13 626. Và bạn nào có nhu cầu đến đây thì sợ đến quán phải chờ đợi đông khách thì các bạn hãy gọi điện trước để mà đặt chỗ nha. Thu Thuận Spa. Và các bạn mà không có thời gian mà đến chăm sóc ấy, các bạn cứ gọi điện cho mình sẽ kê thuốc về cho các bạn tự chăm sóc được tại nhà và hướng dẫn cho các bạn có thể là chăm sóc được và hết được lắm và da sẽ căng bóng khỏe đẹp lên, không bong chóc. 10 điểm không nhiêu. Rồi, xin chào cả nhà nha. Đây chị em mình đi ăn nha. Bê không chị? Phê không chị? Ngủ quên trong sung sướng em ơi. Rồi, chị Nga mình ngủ quên luôn rồi cả nhà. Chị còn kêu được tiếng gâu gâu nữa. Sao nữa? Chị đói chưa? Có chặt xương nó. Hello cả nhà, và đây là công đoạn bé Mon đi triệt lông chân. Ý da ấy. Bên đấy không có đâu quả, chỉ có mấy sợi. Nhìn lông chân này nhiều chưa? Những con trai ấy. Hả? Có được gọi là nhiều không? Ít mà. Thưa. Nhờ nó dài. Mát quá. Gió to quá, cây đổ giữa đường. Vừa lấy mưa to mà nhỉ? Dạ. Đấy, Mon vô tình quay được một cái điều rất là đẹp luôn. Sấm sét ngang trời. Hiểm đấy, dạ. À, đúng rồi. Giống như là mưa gió sấm sét là các bạn đi ở nhà nhá. Đúng rồi, đừng có như chị em chúng tôi. Chị cây nó tự nhiên đang đi đó, nó đổ cả cái đường, cái chết to chứ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái to thế mình còn cái to đó. Chị em mình từ nay là sư phụ có nhau nhá. Dạ. Thôi, nay em nhường chị. Không, chị nhường không ăn đâu, nhường em.
Thôi chị lớn em nhiều người chị thôi chị béo rồi chị ăn đâu. Thôi. Thôi mẹ lớn chị ăn đâu chị béo rồi em ăn đi. Cái là không có nhiều gì á. Đấy bảo rồi ăn không ăn để cho nó cái ngán nó hết rồi. Mẹ nó bảo rồi mẹ chỉ có một mình nghe. Cái rồi mẹ. Con nó hết rồi. Con chị không nó chặt. Bây giờ ba mẹ cái khai đánh nhau đi á. Tại em mẹ. Tại mẹ. Tại mày ấy. Tại em mẹ. Tại mẹ. Ăn thì không ăn đi. Chị đây này. Bảo ăn đi. Vlog nha. Hôm nay thì mình bước chân xuống Từ Sơn Bắc Ninh thì để gặp lại mình và hôm nay đã đi tiệm spa của chị Thuận. Cả nhà nếu theo dõi của đầu video thì sẽ nhìn thấy và đây là chú Toàn. Và đặc biệt là mình có thêm cả chị Nga Sumo nữa nhưng mà đang giúp mình cầm máy quay. Đây là Lẩu Ếch. Bên đây là chị Thủy bất động sản Ngọc Thủy ở đâu đây đúng không em? Đúng rồi. Đây là mẹ Thủy bất động nick của mẹ mình là Thủy bất động sản Ngọc Thủy đúng không, bất động sản Ngọc Thủy. Thì cả nhà có dịp thì hãy vô đăng ký ủng hộ cho mẹ mình nha. Còn đây là ca sĩ Thu Thuận. Chào nhà nha. Tôi còn hình như là ngày hôm nay là chị em mình có một cái trải nghiệm là ở spa của chị đúng rồi ở đường nào em nhớ không? Ở đường phố Thanh Bình, đường Đồng Kỵ, Từ Sơn Bắc Ninh. Từ Sơn Bắc Ninh luôn. Mà ở cái quán ngày hôm nay đặc biệt là chị Thủy đưa chị em mình tới á, dạ. Thì rất là đông, đông từ dưới đông lên đây mình đúng rồi. Cho nên là nếu mà âm thanh có ồn đó thì mong mẹ thăm mụ của chị Nga thôi á. Ôi, ngon hôm nay là rất là muốn ăn lẩu ếch cho nên đúng rồi. Đưa ngon đi tìm được cho bạn được các bác lẩu ếch. Và hôm nay đặc biệt nữa là thông báo cho cả nhà một tin vui là Mon đi ăn mừng YouTube đạt được 1k sub. Vỗ tay! Chúc mừng em! 1k sub! Em cảm ơn chị! Em ngại lắm chị! Vậy là bây giờ là Mon phải ra đòn đi nha, không say không dạ về rồi! À. Hôm nay không say không về hả? Chú ha! À. Bây giờ Mon để con bỏ ếch vô nha. Khi mà đi spa xong thấy về da đẹp quá à! Trời ơi! Nói chung là ở bên chị Thuyền là spa của chị Thuyền chăm sóc da Mon chỉ làm một cái bước đơn giản thôi đó là hút mụn và hút mụn và cấy trắng da lên cơ. Cả nhà thấy khuôn mặt của Mon bây giờ trời da nó rất là mịn. Thấy ở đây nổi hấp dẫn quá nhỉ. Dạ. Có này nó bụng quá trời ơi chết em. Cũng bỏ một nửa thôi nha. Dạ, nhá. Dạ. Có heo quay là của bên An Toàn. Nhà anh Toàn họ làm về heo quay và vịt quay là yeah. Em có thể là hỏi cho chú Toàn heo quay nhà mình với vịt quay nhà mình là số điện thoại bao nhiêu ạ? 0973 323269. 0973 323269 là ký ốt chợ Bờ Ngang, Đình Bảng. Heo quay của chú đây. Mình giờ mình lấy thì mình cắt ra, mình để nguyên miếng mình ăn luôn hả? Dạ. Giống cái bánh sinh nhật quá. Ồ, cái miếng này, cái giòn lắm. Còn tan này. Nó giòn kìa. Cầm máy thì cả ăn ngon đấy, cầm máy đấy. Ăn ngon đấy nha, các bạn nghe tiếng nào. Đấy. Ui, ui. Nó tan luôn. Đỉnh nha, An Toàn nha, mời đến công nhân nha Toàn. Cái kéo này bạn ấy cho là hơi nhỏ này, hơi đùi đấy chị. Cái miếng thịt thì hơi dày, nên là cái kéo là hơi khó cắt này. Ba chỉ ăn An Toàn ha, mỏng nước luôn. Trời ơi. Trời nước miếng.
mọi người làm miếng đi. Cả nhà nhìn thấy ngon chưa này? Được thế thôi anh em hả? Mỗi người miếng nhỏ nhỏ thôi. Hai miếng nữa, hai miếng nữa toàn 5 người 5 miếng đúng rồi, còn lại để em. Em miếng mỡ mỡ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật của chị là 12 tháng 10. Của mình là 15 tháng 7. 15 tháng 7 sắp đến rồi, còn em 1 tháng 8. Em mùng 1. 15 tháng 8. Tháng 7 âm lịch phải qua ở đây đây tháng 8. Đây 3 người chung nhau vào tháng 8 ấy. Là thôi 4 người chung đi còn luôn nữa. Rồi mời cả nhà nha. Đây con mời cho mẹ mình bé đi. Dạ vâng ạ. Rồi cho mẹ bé nha. Mình mời cả nhà nha, ăn lợn quay này. Chú. Mình quay nhà Toàn nhá. Bán lợn quay là ở bờ ngang nhá. Đình bờ ngang đình bán tại sân Băng Linh nha. Dạ mời chị. Mời cả nhà. Này anh Toàn luôn. Đây nhiều to đây. Ảnh bán lợn, bán vịt mà cũng không ngán thấy không? Nó ăn mỗi ngày thôi. Này giờ chị thử ra đầu trước nha. Em chủ tài trước đi. Chụn đấy. Cái bị ngang chân chơi. Béo, bì giòn, ngon lắm. Rồi em ngon. Cho em xin miếng dưa đi ạ. Đây. Bên này có sụn này. Bên này chấm. Mời cả nhà nha. Con mời mẹ, con mời chị Thủy, cháu mời chú. Em ăn đi. Có lá mắc mật. Đúng rồi. Thơm. Mẹ quay Lạng Sơn này. Ngon. Nghe tiếng ngon. 1, 2, 3, dâu. 2, 3, dâu. 2, 3, uống. Miệng uống thế nào? Uống hết. Đã dã man. Mình thấy ngon quá mình cũng xin phép nhà món ơi cho nghe. Dạ, miếng heo quay, miếng nhỏ nhỏ trước đi em. Đây. Này cảm ơn em nha. Cái mất đầu. Mời cả nhà nha. Em mời chị Thủy, em mời anh Toàn, em mời cả nhà luôn. Đậu dưa ngon nhỉ. Ngon kìa. Mà đây nhiều mà. Dừng thôi, hồi xưa là xỉa. Đợi một xíu nữa đi, để em lấy cái giá. Ngon. Được ta.
Thôi để con lấy cho mẹ. Một xíu nào. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Mà để xong ăn ếch cho mẹ. Mẹ Thủy không ăn ếch cả. Được rồi, được rồi. Để lấy thêm đậu với bắp nha mẹ nhé. Măng. Để mẹ mình thích ăn măng. Con đồ. Da này ngon quá. Đây là chị Hương. Cho chị nhiều thêm. Miếng thịt ếch nó ở dưới chị ạ. Món này là không? Từ sơ mắt lên là đỉnh luôn đúng không? Ừ hả? Từ sơ mắt lên là ngon. Chuối, có chuối xanh. Bây giờ tới mình nha. Đây.
chị đỡ em nâng đây chị. Ba chị em mình xương khổ coi nhau. Xương khổ coi nhau nha. Mấy nhà. Tôm này tôm tươi đấy, ăn giòn ngọt. Tươi mà, tôm tươi mới làm ngoài. Ăn giòn ngọt cực luôn. Ngon không chị? Ngon nào, ngọt. Rồi. Ở lúc mà em ăn hải sản cái lưỡi nó dài quá. Giờ tới món review món này. Nước cũng ngon nha. Ngon vừa vừa. Vừa vặn rất ngon. Cái đùi ếch này, nó còn bự hơn cái mặt ngon. Ngon đấy. Cái ếch nó rất là dai, đúng rồi ạ. Cái gia vị nhỉ, cái gia vị nước rất ngon. Mấy này nước ếch nó chảy ra, nó rất ngọt. Ngon, công nhận là ngon. Người ta lại chiên ếch lên xong rồi người ta làm nấu nên ăn rất là ngon mà thơm lắm. Nhất dùng này ngọt thanh, chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Mọi người làm muốn ăn nấu hoặc là ăn các món thì hay đến quán Đức Béo ở tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Linh nha. Đấy nha cả nhà nha, bây giờ là mình sẽ thầy sẽ chia sẻ video trong video ngày hôm nay. Cả nhà có thể vào kênh Bất Động Sản Ngọc Thủy để mà biết chi tiết nha. Đấy. Mọi người nhái ủng hộ mẹ mình nha. Em mời chị. Đây là mẹ ăn đi mẹ. Em mời bà nhái nha. Cái món này ngon lắm luôn á mọi người. Tôm tươi đấy nhỉ, nhưng mình còn được sống. Mình ăn chín luôn. Tôm tươi tại bể chị. Tôm tươi đấy, làm tôm tươi mà. Cái nước của em Nga dài như cái tôm ở đây. Bây giờ em mới thấy chị ạ. Khóc lên rồi chị ơi, khóc. Cái lúc nó sông lên thì phê cực kỳ ngon. Em ăn đúng không? Rồi em lấy cái nhà. Chị em mình là chơi tới luôn á. Dạ. Em mình em quay ngon cho em miếng nha chị. Đây đi chị lắc cho. Không, ăn cái kia. Ừ. Em ăn cả nhà nha em. Em xin. Ngon. Ừ. Ngon ha. Rồi tan. Mình phải chăm sóc đấy nhá. Nước bạc đấy ạ. À, nước bạc trong lòng của Nga. Từ chấm ít thôi, lúc nãy nước mắt của em nó rưng nó ngấn lệ luôn rồi chị ạ. Mày dỗ ra rồi. Xé cho nha. Trả cái đuôi ra nha. Alo. Hả? Không có tình lời hả? Sướng khổ có nhau nhé. Còn ai say thì phần ai người ấy lo. Bây giờ thì mình xin phép được xin tạm dừng video tại đây nha. Cả nhà nếu mà yêu thương Nga, Sumo cũng như thằng bé Mon yêu thương mẹ Thủy thì hãy coi ủng hộ cho mẹ Thủy và cả chị Thu Thuận nữa nha. Thì hôm nay là một cái điều mà rất là bất ngờ khi mà mình thấy con em của mình đã có những cái không phải là lớn lao gì nhưng mà đây là một cái động lực cho bé cố gắng. Dạ. Vì mong ước của bé Mon thì cũng hay tâm sự cả nhà. Chỉ là kiếm được một chút tiền trên YouTube thì đi làm những cái điều mà Mon muốn. Đó là những cái tấm lòng của Mon dành cho cái điều mà Mon cố gắng. Thì ủng hộ cho Mon nha. Đó, và đặc biệt nữa là Bất Động Sản Ngọc Thủy cùng với lại kênh ca sĩ Thu Thuận chuyên gia về spa ở Mỹ Việt. Đó, và bây giờ là nhường sân chơi cho em. À, chị Thu Thuận, spa của mình có gì muốn nói không ạ? Spa Thu Thuận cũng xin cảm ơn em Nga và em Mon đã mưa gió đến với cửa hàng spa của Thu Thuận. Và cũng mong rằng là các khách hàng sẽ luôn ủng hộ cho spa Thu Thuận. Và Thu Thuận cũng sẽ hứa là sẽ mang lại những cái giá trị tốt đẹp nhất để điều trị da và chữa lắm. Và đặc chế Rolex cho toàn thể quý khách hàng. Ồ, tuyệt vời quá. Có một điều đặc biệt nữa là cả nhà hãy qua ủng hộ cho mẹ Thủy của mình nha. Đó là tên Bất Động Sản Ngọc Thủy. Mình làm mở cái phòng văn phòng bất động sản ở Từ Sơn, Bắc Ninh và những khu vực lân cận. Như mẹ Thủy giới thiệu thì cả nhà hãy qua kênh của mẹ Thủy nha. Mọi người ơi, nếu mà mọi người mà thương yêu em Thủy và em Nga và anh Thuận và cả Gia Ly nữa thì mọi người hãy ủng hộ cho bốn chị em chúng em nha. Bốn chị em chúng em là một gia đình nha. Sướng khổ có nhau. Xin chào.
Cảm ơn cả nhà đã yêu thương bé Mon nha. Nếu như trong video này có gì sai sót thì mong cả nhà góp ý nha. Nếu như cả nhà yêu thương bé Mon thì hãy cho Mon một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha. Yêu cả nhà thân nhiều ạ.